Kênh Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2024. Video này em phát cũng khá trễ nha. Có thể lên tới tầm 8 giờ rưỡi 9 giờ đêm nha mọi người nha. Tại vì hôm nay làm trễ quá. Mong quý cô chú anh chị thông cảm nha. Thì nếu mà có xem trễ thì ngày mai mọi người có xem được thì cứ gọi cho em nha. Thì có một số tin nhắn nó sẽ trôi đi thì em sẽ cố gắng em soát lại và trả lời cho mọi người nha. Chứ bên Zalo thì tin nhắn nó trôi rất là nhanh. Một phần là người gọi với lại lời mời kết bạn mọi người nó trôi. Rồi cũng số điện thoại cũ của em nha, 0961063939, em tên là Trực nha. Mọi người có thể gọi điện thoại, gọi Zalo hoặc nhắn tin Zalo nha. Tiền hàng thì mọi người sẽ trả cho em tiền viết ship nha. Bên em sẽ không có bao ship tất cả những đơn hàng luôn ha. Rồi cái mấy cái video gần đây thì em đang mũi khoan thì em bán một bịch nó tầm khoảng tầm 400 ngàn nha. Thì có rất là nhiều cô chú bác sử dụng gia đình nó thì có nhắn cho em là mua một nửa bịch là 200 ngàn. Thì thật sự là cái mũi khoan này em mua số lượng nó cũng khá nhiều, mấy trăm ký, thì em bán bữa nay chắc còn tầm 5-60 ký nữa thôi. Thì số lượng mà một bịch như vậy này thì nó cũng không có nhiều, mà nếu như mà nó nhiều quá thì em chia ra nó cũng không có đủ thời gian để em soạn cho mọi người á, nên là em sẽ tách cái kênh, em sẽ tạo điều kiện cho vợ em nó làm nữa ha. Thì em mới lập một cái kênh mới là số điện thoại 0859202020. Thì mọi người tìm cái kênh bằng cách là vào trong đây, xong mọi người search cái số điện thoại này lên 0859202020. Đó, mọi người search thì nó sẽ ra cái kênh ha. Kênh này là kênh bán mũi khoan. Thì mới có 4 người đăng ký thôi. Đó, mọi người sẽ vào cái kênh này thì sẽ có những cái bịch mũi khoan nó rẻ tầm 150-200 ngàn thôi ha. Thì cái kênh này chia lẻ số mũi khoan ra, một phần là để bán cho những cô chú mà sử dụng ít á, mua chỉ có tầm 10-20 cây mũi khoan thôi. Thì cái kênh này chỉ có bán mũi khoan và taro, tại vì vợ em nó không có biết về cơ khí ha. Thì vợ em không có rành về cơ khí nên là chỉ bán được mũi khoan với taro thôi ha. Còn những cái món khác thì không có ở trên đây, chỉ có mũi khoan và taro. Em sẽ đào tạo ha, để tạo một cái công việc cho vợ em hỗ trợ ha. Tại vì vừa rồi thì vợ cũng mới sanh con nhỏ nên là chưa có đi làm, nên là thời gian này thì đang ở nhà chăm con. Thì em sẽ tạo điều kiện để vợ làm kiếm thêm ha. Đó, kiếm thêm thu nhập. Thì mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị nha. Này. Mọi người có thể vào cái tìm kiếm và tìm số điện thoại này nha. 0859202020. Số điện thoại cũng rất là dễ nhớ thôi ha. 0859202020. Mọi người tìm. Khi mà mọi người tìm thì nó sẽ ra cái tên trên đầu tiên luôn ha. Đầu tiên luôn, cái video đầu tiên và cái kênh đầu tiên luôn. Mọi người vào có thể đăng ký cái kênh này. Đó, kênh bán mũi khoan nha. Đó, mới đăng có 2 video thôi. Thì mong được toàn thể quý chú anh chị ủng hộ nha. Thì nếu mà mọi người mua ít thì có thể qua kênh bên chỗ vợ em mua, thì vợ em nó sẽ soạn tích cực hơn ha. Còn em buổi sáng em sẽ đi mua hàng, buổi chiều mới soạn nên là cũng khá là nhiều việc. Nhiều lúc không có soạn lắc nhắc được thì nó không có đủ thời gian để làm nha mọi người, nên là mọi người thông cảm. Rồi đi vào vấn đề chính hôm nay. Mũi khoan thì đợt này mũi khoan màu vàng người ta đã lựa, có một vài anh chị là đã mua hết rồi. Nói chung là cái mũi khoan vàng nó không ít, nó không nhiều nha mọi người nha. Mũi khoan trắng này là chủ yếu, còn mũi khoan vàng thì nó ít, nên là những mũi khoan vàng là bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn một vài cây thôi, lây ngoe một vài cây thì có thôi, nhưng mà mũi khoan này vẫn là khoan ok nha mọi người nha. So với cái giá thành này trên thị trường thì khoan cũng khá là ok. Thì ở đây em có để 4 bịch mũi khoan nè. Như hồi nãy em đã nói thì bây giờ số lượng nó cũng chỉ còn được có chục ký thôi. Thì bây giờ là bắt đầu vét nha. Có một số size nó sẽ hết, nhưng size 8mm với 10mm là đang hết. 8 với 10 là đang hết hàng nha mọi người nha. Chỉ còn 12, 11. 11 cũng sắp hết. 9, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Đó. Thì trước tiên em sẽ đi vào vấn đề test nha. Test để cho mọi người xem cái chất lượng nó như thế nào ha. Sau đó mọi người xem nó phù hợp với công việc và cái chất lượng nó có đáng để mình mua không, rồi mọi người sẽ mới quyết định mua ha. Thì ở đây trước khi em test thì em đã test thử rồi nha mọi người nha, chứ không là
khoan không được là lên, là lên video mọi người cười chết luôn á. Đây là một cái con đây nè, nó có hai con ốc luôn nè. Con bu lông này là bu lông của Nhật nha mọi người nha. Em không biết nó là cái độ cứng nó bao nhiêu, nhưng bu lông thì chắc chắn là nó sẽ cứng hơn cái sắt này rồi. Đó. Bu lông thì chắc chắn là nó sẽ cứng hơn sắt rồi. Cái bu lông này là đợt em có mua mấy chục ký bu lông cho ông anh, ông làm kèo tiền chế, nhưng mà nó ít quá ông không lấy. Còn ở nhà em đây, bu lông này là đợt nó về 10 tấn ở bên Nhật nha mọi người nha. Thì đợt lấy về nhiều lắm. Em còn giữ lại đây mấy chục ký lận. Thì em đã test hai cái con mũi khoan thử nè, giờ em test hai lỗ mới nha. Test hai lỗ mới. Bỏ con này ra đi. Bỏ con này ra đi, tí nữa test sau. Rồi. Ở đây thì em đã có hai cái mũi khoan này, cái mũi khoan này em cũng đã khoan thử một cái lỗ này rồi, mọi người nhìn thấy ha. Ở đây nó có hai cái vật liệu là HSCO. Đó là HSS pha với coban 8% ha, một cái là HSS là chỉ là thép gió thôi ha. Đó, hai cái mũi khoan em đã khoan cái con bu lông đó rồi, nói chung là nó cũng đã qua sử dụng rồi nha. Rồi. Và ở đây em có một cái loại mũi khoan, đó là mũi khoan Nachi này nè. Nachi này sản xuất ở đâu đây? Made in Singapore nha mọi người nha. Thì cái này là hàng Nhật đi em đấu giá về đây. Đó. Mũi khoan mới 6.3 HSS ha. Thì em sẽ lựa cái cây mũi khoan nó gần gần bằng cái này để em khoan thử cho mọi người xem là cái chất lượng của nó có bằng, có so được với là hàng Nachi hay không nha. Rồi. Thì cái này là khoan mới luôn nha, test một cây cho mọi người. Sẵn sàng hy sinh một cây mũi khoan để test cho mọi người xem ha. Đầu tiên là em sẽ khoan thử một cái cây, là cái cây này là cây HSCO nha mọi người nha, là coban nha. Rồi, em khoan cái con ốc ngoài này trước nha. Rồi, sẽ xích cho xíu ha, mọi người xem. Đây, cái con bu lông ha. Do nó gần lũng là nó bị kẹt cái me nha mọi người nha. Và cây mũi khoan nó vẫn còn rất là đẹp, không có cháy, không có gì hết. Cái này thì mọi người dùng mà khoan ốc gãy được, thoải mái nha. Rồi tiếp theo là một cái mũi khoan thép gió nha, HSS 5.2 ly thép gió. Cái cây hồi nãy nó có 4 mấy à, 4.8 nha. Rồi cây 5.2 nha, hai cây ốc bên ngoài. Đó, lũng cho nó vướng cái mèo rồi mọi người. Rồi em sẽ quay cái này qua nha. Rồi cái cây mũi khoan 5. Nó hơi nóng cây mũi khoan nè, khi mà khoan xong rồi nó vẫn còn đẹp nha. Đó. Rồi em sẽ khoan thử bằng cái cây Nachi này đi ha, Nachi 6.3 này đi ha. Chắc là nó cũng ngọt thôi, tại khoan mới mà. Đây. Con ốc nó khá nóng. Cái lỗ 6.3 của thằng Nachi này khoan nó xéo nha mọi người nha, nó bị bật nè. Đây nè, có bật nè. Thằng bên đây không có bật ha.
Nachi nó khoe này, nó không biết là do em đẩy hay là sao mà nó có cái bọc nha. Đó, nó có bọc bọc gì đây. Còn cái khoang mà khoang Cuba nó khoang này rất là đẹp nha. Do con ốc này nó cứng nên nó khoang không có ra được cái ba vi tia nha mọi người nha. Không được ra cái sợi đâu. Đâu có miếng sắt không ta? Đây. Miếng sắt em khoan thử miếng sắt nha, thử nó ra sợi không nha. Con ốc nó cứng á. Mình khoan thử lên cái đầu bu lông này kìa. Thôi để khoan miếng sắt. Xem miếng sắt này nè. Cái này là cái má kẹp Eto á mọi người. Má kẹp người ta làm cái má kẹp Eto để người ta kẹp hàng á. Mà nó chưa nhiệt liệt đâu. Nó mới mài thôi à, chưa nhiệt liệt. Đây em khoan thử bằng cái con 5.2 thì HSS thử coi nó có ra 3 vi dây được không nha. Dù con ốc có cứng nên là nó không có ra dây được ha. Nó lủng nhưng mà nó không ra dây em mọi người nha. Do là cái miếng này là sẽ thép cứng nha, nhưng mà chưa có nhiệt liệt mới mài thôi. Nó lủng được khoảng chắc được 3-4 ly rồi đó. 3-4 ly. Rồi, tới cái cây này là cây thép gió pha với Coban nha. Đó. Đó, này rất là ngọt nha. Ra mấy bài vi dây nè mọi người nè. Ba vi dây ha. Đó, thì nói chung là cái mũi khoan này với Nachi nó cũng không thua gì đâu, nhưng mà cái mũi khoan mà nó có Coban á thì nó sẽ cứng, nó sẽ khoan nó cứng ngon ha. Ha, cứng nó là ngon. Thằng này là chưa nhiệt liệt nha, còn nhiệt liệt là mũi khoan, mấy mũi khoan này vô không nổi đâu, nó chạy không à, nó quá ám mũi. Nhiệt liệt phải đưa phải đóng dấu xong rồi đưa mũi khoan kim nha. Thì cái chất lượng mà mũi khoan này, nếu mà mọi người khoan inox thì mấy bữa nay em test rất là nhiều rồi ha. Hôm nay là test thử cái con bu lông thôi, cái con cái đai ốc, cái con gì con tán á, xem mọi người xem thử cho vui ha, đánh giá chất lượng xem như thế nào. Tại vì cái con tán đó là nó cái vật liệu nó cứng ha, chứ không phải như sắt thường đâu, nó phải cứng thì nó mới cái bức rèn mà siết nó mới không có bị bể. Rồi mã số 1 400.000 nha mọi người nha. Thì bây giờ cái mũi khoan vàng nó chỉ còn một vài size thôi. 6.5 nè. Nó chỉ có 6.5 thôi, còn mấy size mà 6.8, 8.6 là đã bán hết rồi nha mọi người nha, tại những cái size nó ít thì bán hôm bữa giờ bán cũng mấy trăm đơn rồi đó. Còn mấy chục ký à. Thì còn lại những cái nào thì mọi người ủng hộ giúp em nha. Cái này thì hàng là hàng Nhật. Nếu mà mọi người không tin tưởng hàng Nhật thì mọi người có thể xem lại cái video mà ngày hôm mùng 8 á nha. Em có quay á, để em cách cho mọi người kiểm tra nó ha. Bây giờ em sẽ đếm thử một mã nó bao nhiêu mũi khoan nha. 5 nè. 5 nè. 10 nè. 15 nè. 20 nè. 25 nè. 30 nè. 35 nè. 40 nè. 45 nè. 50 nè. 55 nè. 60 nè. Wow, cái mã này nhiều. 65 nè. 65 mũi luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Rồi, mã số số 1 nha. Thì cái mũi nó nhiều là do cái mũi nhỏ nó nhiều nha mọi người nha. Nếu mà mọi người thích mũi nhỏ thì mua cái loại bịch này nè. À quên, xin lỗi mọi người nha. Chưa cho mọi người có cái size nha. Trong đây nó có những cái size nào. 1/2 nè, là 12.7 ha. À, 11 ly, cái này là HSS nha, thép gió, khoan sắt thép và ngon nha. Khoan sắt thép ngọt ngào, cái này hàng mới nhưng mà nó cũng có một vài cây nó bị rỉ sét như vậy nha. Rồi cái này là 23/64. Không nhớ nó là bao nhiêu in đâu, phải dùng cái thước này nè, thước thần kỳ 23/64 nó là 9.9
12 nha. Đó. Rồi 5 phần 16. 5 phần 16 nó là 7.9 nha. 9.5 HS. Đó, ở đây có hai cây này là cây 6.5 nha. Cây này là 6.5 luôn, HSCO. Cái này thì nó bị chỗ này chắc là 7.5 rồi. Đó, những cái số như là 15/64. 15/64 nó là 5.9 nha. Đó, rất là nhiều số, trong này số nhỏ nhỏ nhiều. À, từ 2.5 cho đến 12 nhưng mà nó hết số nên là bây giờ chỉ còn những cái số như vậy thôi. Em sẽ lựa, cố gắng lựa không có trùng số nhiều. Như những cái nhỏ nhỏ thì nó hay trùng số. Tại vì cái nhỏ nó rất là dễ gãy nha mọi người nha. Đó, cái nhỏ là nó dễ gãy hơn cái lớn thì nó cứng thì sao nó gãy được, còn cái nhỏ này nó gãy thì cái số nhỏ sẽ trùng. Đó, khi mà mọi người dùng thì nó trùng ha. Để cho mọi người nếu mà có hư thì mua cái khác, sử dụng cái khác chứ không phải là đi mua. Đó, một bịch như vậy nó nhiều số. Nói chung là 2 3 4 5 là nhiều. Càng nhỏ thì số càng nhiều mà càng lớn thì số nó càng ít lại. Một phần là để cho cái số, một phần là cái mũi nhỏ nó nhiều nữa. Bên em mũi nhỏ nó khá nhiều. Đó. Còn mấy số mà 8, 10 là hết rồi. Rồi mã số 1. Chắc phải 60 cây để em cận thử có đúng không. Có thể lựa sai hay sao. Đúng rồi nha mọi người nha. Đó. Do là có mũi khoan vàng, mũi khoan trắng này. Không có mũi khoan vàng. 60 cây luôn. Rồi mã số 2 là 400.000 luôn. Một cây này nằm bên đây nè. Chưa đổ ra mà nó còn nằm đó rồi. Rồi bọc này thì không có cây nào khoan vàng hết nha. Bọc này là toàn khoan trắng không. Đó, màu trắng trắng. Cái cây không có cây màu đồng ha. Đến thử coi nha. 5 nè. 10 nè. 15 nè. 20 nè. 25 nè. 30 nè. 35 nè. 40 nè. 45 nè. Ủa sao cái này có 50 cây ta? Cái này dây 60 cây luôn á. Mã số 1 chắc là không biết sao mà nó tới nhiều vậy. Mà em cân là nó giống nhau hết á. Chắc lẽ là nó có hai cây bự rồi. Rồi cây 12 1/2 nha. Cây này là 31/64. 31/64 nó sẽ rơi vào là 12.3 ha. 12.7 12.3. Rồi cây này là 9.5. Cây này là 10.0 thép gió. Người ta hát karaoke á mọi người. Cuối tuần người ta nghỉ ngơi người ta hát karaoke. 5/16. 3/8. 8.0 HSCO nha. 6.0 HSS. 6.0 6.5. Cái này nó bắn laser. Số nó mở nằm đây nè. Số nó bóng không thấy được đâu mọi người. 6.0 HSCO. 6.0. Đó, rất là nhiều. Cái này 40 cây, 50 cây thôi nha mọi người nha. Nếu mà mọi người làm dân dụng ở nhà như là inox, inox mà inox vuông nó tầm 2 ly đổ về, những khoang này nó khoang ào ào nha. Còn sắt thép mà thép ống hay là thép liệu gì là cũng khoang ào ào nha. Không ảnh hưởng gì hết. Cái này là hàng mới chưa sử dụng luôn nha. 400.000. Rồi mã số 3 cũng là 400.000 luôn. Nó chỉ có bịch số 1 là nhiều nhất. Em đếm thử cái bịch này coi. Em lựa theo ký thôi chứ không có đếm. Giờ mới đếm nè. 5 nè. 10 nè. 15 nè.
20, 25, 30, 35, 40, 45. Cái này cũng 51 cây rồi cả mọi người nha. 51 cây thôi nha. Thì trong đây nó cũng có những cái size nó cũng tương tự nhau thôi ha. 11.5 HSS nè. Rồi 12.7 nè, 1/2 là 12.7. Đó, 5/16 là 7.9. 19/64. Đó, 7.5. 25/64. 9.9 ha. À, cái này là 10.0 HSS. Đó, còn mấy cái nhỏ 1/4 là 6.35 ha. 6.5 này, 6.2, 9.5, 5.5, 6.2. Nói chung là thép gió nó khoảng tầm một nửa và HSO nó một nửa nha. Tại mấy cái nhỏ này cũng sắc HSS cũng nhiều lắm, 5.5 nè. HS là 6.0 nè, đây là thép gió nè. Này coban nè, 6.35. Đó, 6.35. Rồi 3/16, 3/16 nó là 4. mấy? 4.76. Đó, 7.0. 6.0 thì trong này đó là thép gió nó cũng nhiều và coban nó cũng nhiều nha. Đó, nên là mọi người đừng có kỳ vọng coban trong này nhiều quá, tại vì một cái lô hàng nó về nó sẽ có hai cái loại vật liệu đó nha em. Loại em lựa tất cả coban mà em bán cho một người á, thì thép gió nó sẽ còn lại người thứ hai thôi ha, nên là phải chia ra làm sao cho nó hợp lý, chứ không có để cho một người này bị thiệt mà người kia thì lại được hời là không được ha. Phải lựa cho nó đúng hợp lý, nó sẽ có chia trong đó luôn, trong đó có sẽ có bao nhiêu cây coban thì đa số là em sẽ lựa nó tự tựa nhau, thép gió nó cũng có và coban nó cũng có, chứ không có ưu tiên cho ai đâu, tại vì ưu tiên người này thì sẽ thiệt hại cho người khác. Rồi mã số 1, 1/2 à, cây số 4 nha, mã số 4 nha, 400.000, 5 cây nè, 10 nè, 15 nè, 20 nè, 25 nè, 30 nè, 35 nè, 40 nè, 45 nè, 50 nè, 55 cây nha. Mặt số 4 55 cây. Size nó cũng tương tự nha, 1/2, 31/64, 3/8, 9.5 HSS. Mấy cây nãy toàn là HSO không mọi người. Đó, cây này nó có khắc đây nè, 8.0. Mọi người thấy không? Đó, số nó mờ mờ đó, 8.0 HSO. Rồi 6.5 là HSS. 6.0 HSS. 1/4. 7.5. Đó, còn nhỏ nhỏ. Nhỏ thì nó có những cây nhỏ xíu nè. Cái này sao nó bị 2.5 nè, thép gió ha. 5.1. Đó, HSO 3.3. M4/7 nha mọi người nha. Rồi, những cây nhỏ thì nó nhiều em không có đọc số nha. Mấy cây lớn nó có 1 cây, 2 cây thì đọc số để cho mọi người lựa sợ lựa theo bộ nha. Rồi chỉ còn mấy chục ký nữa thôi, mọi người ủng hộ cũng sắp hết rồi nha. Tại vì mọi người mua sớm thì được nhiều size, chứ còn mọi người mua sau là vét là chỉ còn còn size nào là bán size đó nha mọi người nha. Rồi 400.000. 57 cây luôn, 55 cây. Rồi đến mã số 5. Mã số 5 ở đây là 2.5 nha, trong đây thì mũi khoan này là mũi khoan của hãng STD. Cái này nó có tiếng rồi ha. À, đấu giá này về giá nó cao. Rồi trong đây nó khoảng tầm 1.6 kg thôi, 1.6 kg, 2.5 triệu. Cái này đăng chắc không ai mua đâu, tại vì gần 1.7 kg ha. Em bán nó tầm 1.5 triệu một ký luôn á.
tại vì nhập về nó cũng đã rơi vào tầm 1.3 triệu rồi đó. Nói chung là cái này vốn bỏ ra nhiều nhưng mà hàng về thì phải đăng nha mọi người nha, tại vì mũi khoan vừa rồi em bán mấy trăm ký thì chắc là mọi người cũng gần đủ hết rồi, cũng không có còn mọi người thì chắc cũng không thiếu đâu. Mà cái khoan này thì giá nó cao, mọi người sẽ chọn cái giá nó rẻ rẻ phù hợp với công việc của mình mua thôi ha, còn giá cao thì mọi người sẽ để lại, thì cái vấn đề đó là chắc chắn rồi, tự nhiên rồi ha, không có gì hết. Rồi trong đây thì nó có rất là nhiều cái nhỏ nhỏ này, 1 chấm mấy, cái này cái bịch không có ha, 1.0 nè, 1.0 trong này nó có mấy cây thôi, người ta xài rồi á nên nó có mấy cây à. Đó, nó đâu có 3-4 cây thôi, cái này thì ít, còn có bịch nó còn chưa xài ha thì nó nhiều đó, nhưng mấy bịch chưa xài này là 10 cây. Đó, bịch này xài rồi 2, 4, 6, 8, 9 cây ha. Này là 1.6 nè. Rồi 1.5 chưa xài nè. 1.5 xài rồi nè. Hai, bốn, sáu, tám. Rồi 1.2. 1.9. 2.0. 2.3. 2.3. 2.3. Này bao nhiêu đây? 2.3 luôn. 2.6. 2.7. 3.0. 3.0. 3.1. 3.2, 3.3, 3.4, 3.4, 3.5. Đó, những cái xe nhỏ ha. Bắt đầu tới 4.0 là lớn rồi đó. Xe nhỏ nè. 4.0. 4.0. 4.5. 5.0. 5.5. 5.9. Thì những cái bịch này á nó đó 6-7 cây gì đó, có bịch còn nguyên, có bịch 6-7 cây, có bịch này không, tại vì em quên đếm cây ha, đếm cây nó lâu quá. 3 cây nè, 6.0 nè, 6.1 nè, mấy cái nhỏ thì nhiều á, 1, 2, 4, 6, 7 cây, 6.5 nè, 2, 4, 6, 7 cây luôn, 6.6, 5 cây, 7.5, 2, 4, 6, 8, 9 cây. Rồi cuối cùng là 8.5, có 5 cây thì phải. 8.5 là còn nguyên 5 cây nha, một bịch nó có 5 cây thôi. Đó, nguyên cái chỗ này là 2.5 triệu nha. À, 1.650. Còn nếu mà mọi người muốn mua cái số nào trong cái này, số nhỏ như 1.2, 1.3 đó thì mọi người liên hệ nha. Em bán nó cũng giá mềm thôi. Nếu mọi người mua lẻ vài cây thì bán tính cây nha. Vài ba ngàn cây gì đó. Đó. Rồi 2.5 triệu nhưng một cái thố này nếu mà mọi người mua lẻ thì cứ gọi ha. Đến mã số 6 là nguyên một cái cây này là toàn là chip không nè. Chip không ha. Một cái cây này là 5 lóc, một lóc là 10 hộp. Đó. 10 hộp, cái này nguyên kiện em chưa có khui luôn ha, bên Nhật người ta đấu người ta dẫn về là đây nguyên đây. Giờ em mới khui nè. Đó, người ta gửi về còn nguyên cái băng keo ở đây luôn ha. Đây. Cái chip này á là chip phay nha mọi người nha. Chip phay chứ không phải là chip tiện đâu. Mình thấy nó lạ quá. Lấy lại cái tem. Đây. Mã số 6 ở đây em bán là 80.000 trên một hộp nha. Một hộp nó sẽ 10 viên. Ở đây em có 50 hộp nó là rơi vào 4 triệu nha. Em bán 80.000 trên một hộp thì mọi người muốn mua một hộp hay là 10 hộp hay là 50 hộp gì đó thì mọi người mua ha, ai thích mua nhiều mua. Cái chip này nè. Đó. Ký hiệu ở đây. Ký hiệu nó ở đây. XGN G195107030. Đó thì cái này là 80.000 cho một hộp ha. Một hộp 10 viên tính là 8.000 một viên. Loại này thì em nghĩ là sử dụng cái cạnh nè mọi người nè. Sử dụng cái cạnh chứ không phải là sử dụng cái mặt đó, sử dụng cái góc, bốn góc nè.
chip này chắc là chip phay á mọi người, chứ không phải là chip tiền nha, chip phay á, sử dụng để phay, nó không nhỏ thôi, chip này nó nhỏ xíu chứ không có lớn đâu, tầm một phân ha, 10 ly thôi, đó, bề ngang nó chỉ tầm khoảng tầm 8 ly, dài 10 ly, cái này dài chắc tầm 3 ly á. Thì cái này em bán nguyên, để nguyên như vậy chưa khui ra thì mọi người cũng không biết sao mà để mà mua nữa, không biết cán đâu mà xài nữa. Hàng về thì đăng cho mọi người xem cho vui, nếu mà mọi người phù hợp thì mọi người mua thử, còn không phù hợp thì em để lại, em bỏ tủ em kinh có được nhiều hàng. Cái này thì hàng về thì đã đăng cho mọi người nha, hàng nhập về nguyên cây nè, Kyocera. Đó. Rồi mã số 6, 80.000 một hộp. Đến mã số 7 nha. Mã số 7 ở đây em có là Taro nha. Taro ở trong cái hộp này là Taro mới không à, không có cũ nha. M5 bước 0.8, hàng mới chưa xài nha. Cái này là cái M6, M6 bước 1 nè, M8 bước 1.25 nè, M10 bước 1.5 nè, M10 bước 1.25 nè. Đây cái M10 bước 1.25 đây. Rồi cái này là cái M12 bước 1.75. Thì tất cả trong đây nó gồm có 6 cây này, chưa có xài nha, chưa sử dụng gì hết. Cái này hàng mới chưa xài nha, bữa một lô vẫn còn á, em lựa ở đây. Thì 6 cây này là 700.000 nha. Cái này là Taro được inox, Taro inox không. Đó, trên này có ký hiệu nè, SUS nè, mọi người thấy không. Màu đen này là Taro được inox và đa vật liệu nha, sắt thép inox. Hàng mới nha, 700.000 cho 6 cây này. M5 cho đến M12 có một cây M10 bước 1.25. Bên xe máy thì chắc hay dùng cái đó. Rồi tiếp theo là cái mã này thì là hàng cũ, hàng cũ chứ không phải hàng mới. 2 4 6 8 9 cây. 600.000 nha. Mọi người thích mua mới thì mua, mua cũ thì mua. Cái này là hàng đã qua sử dụng nha. Cây đầu tiên là M3 bước 0.5. Cái này đã qua sử dụng, có dính, còn dính cái ba via ở đây nha. Nhưng những cái này là đẹp, không có, không bị mẻ đâu ha. Này em chưa có vệ sinh gì hết ha, để nguyên vậy. Mình kiểm tra rồi, có mẻ. Rồi, cây tiếp theo là M4 bước 0.7. Cũng dính ba via tèm lem trong đây nè, chưa có vệ sinh gì hết. Đó. Rồi, M5 bước 0.8 cũng là hàng sử dụng rồi nha mọi người nha, răng không có mẻ, ba mọi người không mẻ răng nha. Rồi M6 bước 1 đã qua sử dụng. Rồi M8 bước 1.25, cái này thì cái màu nó cũng y như mới vậy. Cái này sử dụng rất ít, cái thân trong này nó còn mới kèn. Đó. Thân mới kèn ha, chỉ có một chút xíu ở đỉnh đầu này nó có hơi cái dấu thôi. Cái này như mới vậy, không khác gì. Rồi M10 bước 1.5, cái này cũng sử dụng rồi, có một xíu dính ba vi trên đỉnh đầu thôi, còn cũng còn khá mới. Cái này chắc cũng dùng cũng ít thôi, không có nhiều. Đến M12. M12 bước 1.75. Cũng cái này cũng dùng ít nè. Cũng còn khá đẹp nha mọi người nha. M12 bước 1.75. Rồi cây trong hộp này là cây M16. Đây. Em thấy nó dính cái đỏ đỏ này không biết là cái gì đây. Nhưng mà cái răng nó còn rất là đẹp nha. Dưới này chùi đi nó rất là đẹp luôn đó, em chùi đi nó đẹp lắm không? Gì mới? Chùi đi, lấy khăn chùi. Thì nó sử dụng rồi thì nó có cái dấu kẹp đây nè. Cái này không biết người ta Taro flip hay gì á, nhưng mà nó có cái bụi màu đỏ đỏ nha. Nhưng cây này rất là đẹp, như mới luôn. Rồi một cây cuối cùng là không có hộp gì hết. Cây M14 bước 2. Thì trong đây tất cả là Taro theo cái bước tiêu chuẩn nha mọi người nha. M3 bước 0.5, M4 bước 0.7, M5 bước 0.8, M6 bước 1.
M8 bước 1.25, M10 bước 1.5, M12 bước 1.75, M14 bước 2 và M16 bước 2 luôn ha. Rồi, cái mã số 8 là 600.000 cho một mớ này về mọi người ta rồi nóc thoải mái luôn nha, ngon lành luôn. Để mà mua hàng mới cái đó thì cũng phải rơi tầm triệu mấy á, hơi gấp đôi cái đó, tầm 1,5 triệu. Rồi còn sót cây của bịch nào đây không biết luôn. Rồi tới mã số 9 là 5 cây Taro M8. Thì cái này nó sẽ đó là hai cây màu vàng nè, xoắn Taro inox. Hai cây ha. Một cây màu đen thẳng. Cái này cũng còn gần như mới, nó dính cái bụi chỗ này thôi chứ còn không gì hết. Rồi hai cái cây này là cây Taro sao nhiệt. Đó, một cái răng nó thấp, một cái răng nó dài. Thì cái răng dài nó có cái chữ A nè, tiếp A đó. Loại tốt ha. Còn một cái loại nó không có cái gì hết, chỉ có chữ Tion thôi. Đó. Rồi hai cái cây này là đã xử lý nhiệt nha mọi người nha. Xử lý nhiệt cây Taro này nè. Nên nó màu tím tím nè mọi người thấy không? Cái răng nó đẹp lắm nha, không có mẻ gì hết. Rồi 5 cây Taro là 250.000, 50.000 một cây nha. À dạ, rồi sao biết có mẹ không. Rồi mã số 9 250.000 5 cây ha, 50.000 một cây. Rồi đến mã số 10 là một cái bộ cán. Cái cán này cán thép gió nha, cán tiện thép gió. Đó, cái cán tiện này thì nó dày 20, ngang nó 15 và nó cao 20 nha. Đó, tổng chiều dài nó là khoảng 120. Sử dụng cái để lắp là cái rãnh này là rãnh 10 ly nha. Đây là cái thanh 9.6. Đó, thép gió. Thì nó sẽ có 3 cái cây thép gió đi theo để cho mọi người mài sử dụng ha. 3 cây thép gió, có hai cây ngắn nè. Có cây ngắn tủ năng ngắn gắn trên đây. 65 70, còn cây này nó tới 75. Rồi một cái cây dài này, người ta mài cái này mỏng để người ta cắt ha. Người thấy không? Đó. Cây này dài tới 145 luôn. Rồi nguyên một bộ này, cái cán với lại hai ba cái cây thép gió này 300.000 nguyên bộ nha mọi người nha. Về sử dụng để tiện. Cán tiện. Thép gió. Dùng mấy con ốc lục giác ký xuống nè. Đó, mặt trên có 4 ốc lục giác. Mỗi con hai bên ký xuống 300.000 nha mọi người nha. Mã số 10. Rồi mã số 11. Mã số 11 ở đây em có một cái mớ mũi doa lỗ nha. Doa lỗ hôm bữa thì bán nguyên một mớ luôn mà không ai mua hết nên sẽ bán lẻ rồi. Bữa nay còn lại mớ này bán 1 triệu nha. 1 triệu doa máy không. Cây bự nhất là cây 26 ly. Còn cây bên này là cây tặng nha mọi người nha. Cây cô số 4 này tặng nè. Nó không có hộp không có gì hết. Dạ. Cây bự nhất là 26 ly. Nó đẹp nha. Mấy cây này trong hộp đẹp lắm. Nikken của Nhật. Cây tiếp theo là cây 14 ly rưỡi. 14 ly rưỡi ha. À cái mấy cây bự này là sử dụng Ducon nha mọi người nha. Cây này con số 3 nè. Đó. Cây này là con số 2 nè. Cây này mở quá không thấy luôn. Rồi 5.0, 10.0, nó rít 10.0 dài nè, đẹp như mới, dài tới 250 luôn, để dò những cái lỗ sâu. Rồi cây này là 12. Giật ra gãy luôn. 9.6. Giờ nó bị vướng tờ giấy á. Rớt tem luôn. Cây này con số 1 8.8. 6.0. 7.0. 9.6.
cái này không thấy gì hết, chắc 9 chấm mấy á. Cái này đó là 4.52. Này 5 chấm mấy, 5.2 á mọi người. 9.98, gần 10 chấm, 7.0. Cái này đẹp. 12 ly đúng. Cái cây cồn số 1 màu vàng này rất là hay nha. 4.975. Nickel cồn số 1 màu vàng. Cái này chắc 5 chấm. Có cây chút xíu này chắc 2 3 chấm gì đó. Bự này là 9.28 cồn số 1. không toàn là gió sẵn nha mọi người nha. 12.0. Có cây bự làm nó được này nè, xét rẹt luôn. Phần gió thì còn được, những cái phần thân với lại ấy là bị vô nước sao xét rồi này, yêu quá. Cái này 8.6.6.03 2.45 12.0 12.0 cũng khá nhiều, nãy giờ 5 số cây rồi ha. 8.08 8.09 Ủa 6.09 6.06 6.98. Trời ơi, giờ nó có cái đường gạch đây nè, nhìn thấy thành số 0 rồi. 8.08, 3 cây 8.08 luôn. Rồi một cái cây bự cho bá này, con số 4, 35 ly. Đó, nguyên một mớ này là 1 triệu nha mọi người nha. 1 triệu. Đó, xuống dưới luôn. Đến mã số 12. 150.000, ở trong đây có 2 hộp. Hộp này là 2.0 và 2.5. cái này mọi người lưu ý là chỉ khoan chắc được nhôm nhựa thôi, chứ sắt thép khoan nó bể nha. Đó, nhôm nhựa đồng thì khoan ào ào luôn, ngon luôn ha. Thì trong đây em thấy là nó có khoan nhôm rồi. Đây, mở cái nắp bên đây ra, cái mặt chữ hướng lên ha. Đằng sau này nó có cái lỗ nè mọi người thấy không, tròn cái tay vô đẩy ra cái lỗ bên dưới này nha mọi người nha, lỗ tròn á, đạt đẩy ra. Đó, trong đây người ta khoan nhôm này nè. Đó, bởi vì nhôm quá dính quá trời. Nó khoan nó còn ngon nha, nó khoan ngon rồi nhưng vẫn còn ngon đó. Rồi lấy cây tiếp theo cho mọi người xem nè. Đó, nó khoan nhôm, nó có màu trắng trắng ha, nhưng cái này vẫn còn khoan ngọt nha. Này người ta khoan CNC á. Rồi một hộp vậy là 50 cây nha, 2.5. rồi tới hộp 2.2 nè, đẩy ra. Hộp này chưa cái gì hết ha, mới kê, nhưng trên đầu nó vẫn có dính nè. Hộp này không có thấy ba vi nhôm gì luôn, nhưng trên đầu vẫn thấy màu trắng, có là sử dụng rồi nha. Rồi hộp này là 50 cây luôn, 2 hộp là 100 cây, 150.000. 2 hộp là 100 cây, 150.000. Cái này hồi đó đi mua cũng 150.000 2 hộp á mọi người, về bán mà. Sau này bán lấy vốn thôi, còn nhiều quá, bán chưa hết. Không phải cái nào mua về nhà cũng bán được đâu mọi người, bán đắt quá là người ta không mua, là còn cả kho luôn á. Đó, mà mình mua có được rẻ đâu mọi người. Rồi ở đây mã số 13 là 400.000 nè, 13 400.000. Hai cái collab mới nha, một cái của hãng Nikken, một cái của hãng Bit Daisowa. Thì một cái là 32 ra 12 và một cái là 32 ra 20. Cái lỗ trong này là lỗ 20 nè mọi người nè, lỗ trong này lỗ 12 nè. 32 12 32 20 ha. Hai cái này là hàng mới chưa có xài gì hết nha, còn nguyên cái bọc của nó nè, chưa xài. Cái này em bán hàng mới là 200.000 một cái, còn mọi người đi mua cũ là cũng 150 rồi nha. Này hàng mới chưa có dùng gì hết ha. Rồi một cái bên này là 20 32 20, nó giống cái đây nè, nhưng mà nó có hai cái này em tách riêng ra em bán nha mọi người, ai mua lẻ thì mua ha, chứ hai cái mua về có khi dư. Đó,
Nikken 20 ly 32 ra 20 ha, dùng đeo trên máy phay Colet C32 mã số 14 200.000 ha. Nhỏ con khóc đang gắt ngủ. Rồi mã số 15 2.7, mã số 15 là 2.7 nha. Tối nó gắt ngủ. Mã số 15 là 2.7 thì cái thước này là cái thước 4 tấc rưỡi nha. 4 tấc rưỡi. 450 mm đó mọi người. Cũng còn khá là đẹp nè. Cái này thì đo chuẩn nha mọi người nha. Em đã test rồi. Kiểm tra lại rồi. Nó sử dụng hai mỏ, một mỏ là sử dụng một cái mỏ chung nè. Cái phần này là đo đường kính ngoài nè mọi người nè. Thì người ta có khắc là inside phải cộng thêm 20 mm, có nghĩa là khi mọi người đo mà ra như vậy thì mọi người phải cộng lên 20 nữa ra thành là 35.66 nha, chứ không phải 15.66. Đó, ví dụ như mọi người đưa ra nữa. Đây nó là 61.42 thì mọi người phải cộng vô thành 81.42. Đó, đo lỗ đo trong á. Rồi đo ngoài thì bình thường không. Đó. Vậy ha mọi người nha. Cái này là 2.7 nha. Ba mọi người không loạn lỗi gì hết nha. Hình thức khá đẹp, không có đẹp như mới nhưng mà nó cũng còn tương đối tầm 85%. 450 mm nha. Đó, thước điện tử MiTutoYo 450 mm, cây này là 2.7. Rồi mọi người ai cần thì liên hệ nha. 2.7 mỗi bán 3 triệu á, lời 300.000, ở đây bán số còn 2.7 lấy vốn luôn. Rồi mọi người ai cần thì liên hệ giúp em nha. Mọi người nhớ là nếu mà mua cái khoan mà mua ít thì mọi người gọi số này nè 0859 2020, hoặc vào kênh YouTube không số điện thoại này luôn, tìm số điện thoại này nha. Rồi mọi người ủng hộ, đăng ký ủng hộ, hoặc là thấy kênh của em có gì hay thì đăng ký ủng hộ nha, còn không hay thì thôi. Rồi chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Chào tạm biệt mọi người.